Lại nữa thiện hiện sắc giới và tự tánh không của sắc giới là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Thanh hương vị xúc pháp giới và tự tánh không của thanh hương vị xúc pháp giới là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với Pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng. Do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa thiện hiện nhãn thức giới và tự tánh không của nhãn thức giới là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Nhĩ tĩ thân ý thức giới và tự tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với Pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng. Do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa thiện hiện nhãn xúc và tự tánh không của nhãn xúc là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc và tự tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát các đại bồ tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra và tự tánh không của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với Pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng. Do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện địa giới và tự tánh không của địa giới là tánh bình đẳng của đại bồ tát thủy hỏa phong không thức giới và tự tánh không của thủy hỏa phong không thức giới là tánh bình đẳng của đại bồ tát các đại bồ tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện vô minh và tự tánh không của vô minh là tánh bình đẳng của đại bồ tát hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử và tự tánh không của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử là tánh bình đẳng của đại bồ tát các đại bồ tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện bố thí ba la mật đa và tự tánh không của bố thí ba la mật đa là tánh bình đẳng của đại bồ tát tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và tự tánh không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là tánh bình đẳng của đại bồ tát các đại bồ tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột